Chào các bạn khán giả của kênh 4 mùa ẩm thực nha. Hiện giờ mình đang đứng ở trong một cái khu thương mại ở trên đường Garden Road. Ở đây thuộc thành phố Garden Road, Orange County, California luôn các bạn. Thì chỗ này mình được biết ở đây có cái tiệm Lợi Kitchen, Lợi Kitchen nha. Thì cái tiệm này ngày xưa thì mình được biết thì nằm ở trên lầu 1 của chợ Sài Gòn, nằm ở trên đường Westminster đó các bạn. Một thời gian sau này thì cái tiệm nó về đây, lấy tên là Lợi Kitchen và quán bán cũng rất là nhiều món ăn. Mình sẽ vào đây quay một số hình ảnh ở đây cho các bạn xem rồi mình ăn review cho các bạn xem. Thì thường cái quán bán rất là nhiều món các bạn, vô đó mà tùy nghi lựa chọn ha. Mình mời các bạn cùng vào với mình nhé. Lợi Kitchen ngày xưa nằm ở trên lầu của chợ Sài Gòn, đây là cái tên, đây là bún mắm Sài Gòn. Cho nên giờ về đây để các bạn để cái mũi tên chỉ vô để mọi người biết ha. Và chắc ở đó là ngày xưa nổi tiếng là bún mắm ở trên lầu 1 chợ Sài Gòn đó các bạn. Cho nên mình sẽ vào để mình coi như thế nào nha. Mời các bạn cùng vào quán với mình nha. Quán để thấy bán hai vé số rồi nhiều quá các bạn. Bước vào quán Lợi Kitchen thì mình thấy không khí cũng mát lạnh ha. Quán đẹp đẽ hơn xưa và nhìn sáng sủa, trang trí đồ cũng khá là đẹp. Ở trên tường có những cái họa tiết, những cái chi tiết nhìn cũng hay hay. Rồi có những cái màn hình để cho khách xem hoặc là nghe nhạc hoặc là xem màn hình xem về menu, những cái món ăn này kia và xem những cái video về ẩm thực giống như là video của bún mùa ẩm thực đó các bạn. Cũng cầu may mình thấy có bán vé số rồi này kia các bạn, cũng nhiều thứ đặt giặt kèm theo nữa ha. Anh trước là trên chợ Sài Gòn không anh? Dạ. Rồi anh chuyển về đây được bao nhiêu lâu rồi anh? Dạ, tôi chuyển về đây được một năm, cũng được 5 tháng. Một năm rưỡi? Dạ, một năm rưỡi rồi, gần năm rưỡi rồi. Dạ, dạ. Thấy đây bán, anh thấy bán vé số rồi, nhiều quá hả? Dạ, nói chung cũng được, mình bán xem đó, được hay cũng bà con mình cũng ủng hộ, ghé dạ. Ăn rồi sẵn mua vé số luôn. Dạ. Cũng mong bà con kỳ nào nó cũng chúng là mình cũng được một phần nào đó cũng cháy. Dạ dạ anh. Bên đây mình bán mỗi ngày từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Đây tôi bán từ lúc 10 giờ rưỡi sáng tới 9 rưỡi tối. Ngày nào cũng vậy hay sao anh? Dạ, ốp thứ tư hàng tuần. Ốp thứ tư. Dạ, nói chung là giờ vào cái khu vực này được cái là mình buôn bán được, bà con được ủng hộ. Ở đây thấy quán nhìn khang trang rồi. Dạ. Sạch đẹp rồi, rộng đẹp hơn ha. Dạ thì nói chung cũng được một cái đây, về đây mình chịu khó đầu tư tí. Dạ, dạ, đầu tư buôn bán. Nhưng mà cũng hy vọng mình bán được mình sẽ đồ lại cho nó đẹp nữa. Dạ, thì ở đây khách vô cũng tiện, đậu xe vô luôn, còn kia không khỏi có đi lên trên lầu. Dạ, cái này thì nó tiện hơn. Dạ. Cũng thẳng đây cái khu này nó rộng rãi, Bắc Kinh. Dạ, dạ. Thì khách cứ vô cũng ok. Dạ, dạ, Bắc Kinh rộng. Thì có thứ bảy chủ nhật thì hơi đông, hơi khó chút xíu thôi, chứ còn bình thường thì được là thứ bảy chủ nhật thì quán mình cũng bán đắt. Dạ, nói chung là bán đắt. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhiều ha. Dạ, dạ. Chúc anh sức khỏe. Dạ dạ. Dạ, dạ. Bây giờ mình ngồi vào bàn và mình cùng xem qua cái menu của quán nha các bạn. Rất là nhiều món và cũng nhiều cái thức uống này kia đó các bạn. Các món khai trương như là khoai tây chiên nè, cánh gà chiên nè, bánh bột chiên, tôm quả tiễn, chả giò, tôm thịt, hến xúc, bánh đa, gỏi rau tiếng vua. Thì mình thấy cái gỏi rau tiếng vua là 16 đồng 11. Những cái món khai vị này thì mình thấy có giá tầm từ 6 đồng 75 cho đến khoảng 16 đồng 11 đó các bạn. Rồi có những cái món ăn no nè, cơm hoặc là mì bơ tỏi, bò lúc lắc, bánh mì chảo, nuôi xào bò, bánh hỏi heo quay, bò xào khoai, cơm chiên Dương Châu, mì xào, rồi cơm chiên graphic, rồi mì xào gà. Thì cái này thì mình thấy tầm giá từ 13 đồng 51 cho đến cao nhất là 17 đồng 67. Rồi các món bún mì này kia nữa các bạn.
món mì hủ tiếu hoặc là hủ tiếu mì khô hạ giới, mì hủ tiếu mì khô hoặc nước thập cẩm, rồi hủ tiếu mì Nam Vang hay là nuôi xương thịt, mì hoành thánh xá xíu, bánh canh tôm cua, chả cá, bò kho, bún mắm Cần Thơ. Bún mắm Cần Thơ này là từ ở ngày xưa bán có tiếng từ ở chợ Sài Gòn về tới đây luôn nha các bạn. Thì các món này mình thấy tầm giá từ 11 đồng 95 cho đến khoảng 16 đồng 11 đó các bạn. Thì ngoài ra còn có nhiều loại thức uống khác nữa nha. Quán Lợi Kitchen thì nằm ở trên đường Garden Road, ở đây thuộc thành phố Garden Road, Orange County, California đó các bạn. Thì địa chỉ của Quán Lợi Kitchen là số 10130 Garden Road Boulevard, suite 133, thành phố Garden Road, Orange County, California. Mọi thông tin về địa chỉ, giờ bán và bản đồ chỉ đường mình cập nhật đầy đủ trong video. Các bạn quan tâm thì xem qua nha. Quán này lúc trước ở trên chợ Sài Gòn thì là quán bún mắm Sài Gòn, và cho nên mình chuyển nguyên cái bún mắm đó về đây luôn. Mà có lẽ mình thật ra mình nghe tiếng chứ mình cũng chưa có ăn, chắc có lẽ mình sẽ gọi bún mắm ở đây ha. Ở đây để là tô bún mắm Cần Thơ thì giá là 16 đồng 11, và lâu quá mình cũng không ăn ha, cho nên chắc là mình sẽ gọi cái món đó ăn review các bạn cùng xem nha. Ở đây mình có bún mắm không ạ? Rau sống đi cho bún mắm đây, để bún mắm Cần Thơ ha. Rau sống đi. Dạ, cho mình tô bún mắm. Ở trên bàn thì cũng có để tỏi ngâm nè các bạn, rồi ớt xay, rồi ớt ngâm luôn, rồi nước mắm tiêu, tương ớt xì ra trà, rồi nước tương này kia đó các bạn. Bún mắm thì trên bàn cũng có cái chai nước mắm me pha sẵn nha các bạn. Mình sang với mắm me, mình cho ớt xay vào ha. Bạn nào thích ăn thì ăn, không thì bỏ ít thôi. Cái phần bún mắm của mình có rồi nè các bạn, 16 đồng 11 ha. Bên Mỹ cái gì tô cũng to hết, và mình thấy cái tô này cũng rất là to, quá khổ, và mình thấy đầy dung và rất là nhiều những cái topping, những cái nguyên liệu thịt luôn và dĩa rau. Mình mời các bạn cùng dùng với mình nhé. Bún mắm, cái nước bún mắm nó dậy mùi cũng rất là thơm nha các bạn. Đây mình thấy đập vào mắt là cái khứa cá rất là to luôn. Thì được biết cá này là ở đây nấu bằng cá basa nha các bạn. Khá to lắm. Rồi những cái miếng cà tím nè các bạn, những cái miếng mực nè cũng to, mình thấy cái gì cũng to hết. Rồi chả cá, rồi tôm. Tôm mình thấy nổi lên là hai con, không biết dưới còn không. Rồi có giống như là những cái miếng hành phi, tỏi phi, hành phi nêm vào cho nước nó thơm các bạn. Nước bún mắm thì nó sẽ không có trong lắm, bún mắm mà, và nó tỏa lên cái vị mắm đó các bạn. Bún mắm thì ăn với mắm me ha. Mình cho vào một ít ớt. Rồi cái phần rau, rau thì ở đây mình thấy có rau đắng nè, rau húng lủi, rau tía tô, rau bắp cải bào các bạn. Rồi giá ha, rồi một lát chanh. Ở trong tô này cũng có hẹ rồi này kia đó các bạn. Hấp dẫn, mời các bạn nha. Cái nước bún mắm cũng thơm các bạn. Thì thường bún mắm thì người ta làm mắm cá linh, mắm cá sạch thì nhiều ha. Và cái vị ở đây mình thấy vị mắm có nhưng mà cũng đậm đà ha. Rồi có thiên về cái vị ngọt. Bởi mình thấy trong menu để là bún mắm Cần Thơ các bạn. Mình thấy cái vị nước nó ngọt ngọt ha. Và nước nó còn nóng á. Mắm me người ta pha sẵn nè các bạn, nước mắm me. Vị chua, vị me và có vị mặn ha. Mình bỏ ớt vô mặn thêm cái vị cay nữa. Cái tô rất là to luôn, ăn no nê luôn đó các bạn. Những miếng mực to và những con tôm cũng khá là to ha. Cọng bún này cọng bún to ha. Cái nước lèo đang bốc lửa bốc khói các bạn.
cũng bún cũng mềm, thấm nước lèo á, và nó nhiều lắm các bạn. Ăn một tô này no nê luôn á, tỏi phi á, ăn nó thơm. Và nó thoảng lên cái vị mắm đó các bạn. Cái khứa cá rất là to luôn nè. Cái phần thịt rồi cái phần bụng nó có mỡ á, cá ba sa đó các bạn. Rồi có heo quay nữa nè. Hồi nãy mình chỉ thấy những cái bề nổi ha, còn phía dưới nữa, heo quay nữa. Có cái khứa cá đó các bạn, có trời mình trộn rau là khi mình trộn từ từ á, nên nó nát nó bể ổn ha. Mình khoái ăn cái phần cá mà phần bụng á, nó có cái mỡ mỡ nè, ngon các bạn. Và cái phần cá cũng có một ít xương, cho nên các bạn ăn cẩn thận. Và những em nhỏ đó, ăn thì cẩn thận xương ha. Cái phần cá các bạn có thể cho vào một ít rau ha. Rau đắng, rau húng lủi, rau tí tô nữa các bạn. Rồi bắp cải ha, mình bỏ vô rất là nhiều nè. Lát chanh nè, mình cho một ít chanh vào luôn các bạn. Mình bỏ rau vào mình ăn nó tăng cái hương vị các bạn. Rau húng lủi nó rất là thơm ha. Rồi những cái rau giòn như giá, rồi bắp cải, rồi đặc biệt cái rau đắng lâu quá mình không ăn các bạn. Ăn vô nhẫn nhẫn ngon ghê. Nguyên cái khứa cá to nè các bạn. Rồi đó, cái phần bụng nè, có thể chấm mắm me nha các bạn. Các bạn ăn cái phần cá nó có thể có một ít xương ha. Các bạn ăn và các em nhỏ ăn thì cẩn thận ha. Còn mình thấy ở đây heo quay cũng khá nhiều các bạn. Ở bên Mỹ là số lượng và chất lượng ra đồ nhiều, dày và thịt thà là nhiều đó các bạn. Cái phần heo quay này có thịt nè, có mỡ rồi có da. Cái phần heo quay dày, cái thịt ăn nó đạm nhiều á, nó bùi còn có mỡ rồi có da, mỡ ăn béo. Da thì được nấu trong đây thì nó không còn giòn nhưng mà nó béo các bạn, nó nở á. Phần tôm số lượng và chất lượng bằng hai con tôm to, nó rất là ngọt, nó còn cái đậu dai đó các bạn. Chúc tôm cũng còn cà tím nè. Bún mắm thì luôn luôn có cà tím á, người ta bỏ cà tím trong cái nồi nước á, nấu cái miếng cà nó rục luôn. Trong tô còn những cái miếng mực nè, cái gì cũng to hết. Miếng mực nó cũng còn cái độ dai và cái vị ngọt của mực nha các bạn. Cái miếng cá ba sa cũng khá là to á, mà mình ăn hết cái phần mở bụng rồi, còn cái phần thịt ở trên. To ghê chưa? Nguyên cái khứa cá to mà ăn no lắm, phần bụng khứa cá này cũng là nhiều vị á, phần bụng ăn thì mỡ béo và mỡ cá thì ăn rất tốt mà. Cái phần thịt cá thì đạm nhiều rồi, có phần da cá nữa. Thật ra cái tô này rất là to các bạn, phải cố gắng lắm thì ăn thật ra là mới hết á, rất là nhiều luôn, số lượng và chất lượng ha. Mình về Việt Nam mấy tháng thì mình ăn những cái phần ít ít, mình quen trở lại các bạn. Qua đây nhiều thấy cái tô cái nó quá hớp, chứ hồi lúc trước mình qua Mỹ là mình cũng ăn quen các bạn, mình ăn nhiều lắm. Còn cái miếng chả cá to và dày ha. Cái phần chả cá ăn bùi các bạn, người ta quết nó dai á, và cái lớp chiên ở ngoài thì nó cứng, mà trong thì nó dai dai, cũng đậm đà ha, và nó rất nhiều các bạn. Cái miếng chả rất là dày luôn, và đúng là chất lượng và số lượng đó các bạn ha, tô rất là nhiều, cũng đậm đà ha. Có mọi thứ, tôm, mực, chả cá, cá, rồi heo quay nữa các bạn, cà, mọi thứ đều kết hợp thành một tô bún mắm cũng khá là ngon. Và bún mắm này nổi tiếng từ ở bên chợ Sài Gòn, các bạn, Sài Gòn bắt kịch qua tới đây luôn ha. Thì mọi người ta ăn bún mắm bên đó đó, thì chuyển về đây thì người ta cũng tìm về đây người ta ăn. Thì cái tô rất là to, rất là nhiều luôn, và các loại nguyên liệu thịt thà, cái topping trong đó cũng rất là nhiều lắm các bạn. Mình sức mình cũng ăn cố gắng lắm thì mới hết được một tô đó các bạn. Rồi các loại rau nữa, mình thích ăn bún mắm một cái là rất là nhiều rau luôn các bạn. Và ở đây nhiều khách tới đây cũng ăn bún mắm và ăn rất là nhiều những cái món khác nữa ở quán Lợi Kitchen đó các bạn.
các bạn vừa xem một số hình ảnh ở tiệm Lợi Kitchen. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo và là cố gắng làm hay hơn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye.